Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong số của tuần này, mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi đến với chuyên trang của huyện Phú Vang với những nội dung sau. Huyện Phú Vang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Mô hình máy cuộn rơm thu gom phế phẩm rơm sau thu hoạch lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm qua, huyện Phú Vang đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính. Với mục tiêu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, Ủy ban nhân dân xã Vinh Xuân đã chỉ đạo các cán bộ, công chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính. Kết quả trong năm 2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận và giải quyết gần 4.000 hồ sơ, đạt 100%. Bên cạnh đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính cũng đã có những chuyển biến tích cực. Với những nỗ lực đó, Ủy ban nhân dân xã Vinh Xuân đã được Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính đứng vị trí thứ nhất khối các xã, thị trấn và được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá xếp hạng 15 trên 141 xã phường, thị trấn trong công tác cải cách hành chính. Xã Vinh Xuân là xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng cái nền hành chính trong sạch, vững mạnh và hiện đại. Ủy ban xã đã thường xuyên lãnh chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cái nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân đối với công tác cải cách hành chính tại xã. Vì vậy đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của xã đạt 100% chuẩn về trình độ chuyên môn, chất lượng và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, kịp thời. Để tạo điều kiện giúp công chức thực thi nhiệm vụ, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị, góp phần giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong việc triển khai và ứng dụng phần mềm dùng chung. Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thường được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất. Người dân khi đến giao dịch luôn được cán bộ một cửa của xã tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả nhanh và đúng hẹn. Tôi là một người dân hôm nay đến một cửa ở xã Vinh An để làm một số thủ tục. Vào đây được cán bộ tiếp đón rất nhiệt tình, niềm nở, những thủ tục được hướng dẫn tận tình, làm việc một cách nhanh chóng. Hy vọng thời gian đến đây cán bộ tiếp tục phát huy những công việc để người dân đến được thực hiện một cách nhanh chóng. Xác định công tác cải cách hành chính phải minh bạch, lấy chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đưa vào sử dụng khai thác đồng bộ các ứng dụng công nghệ thông tin để nhanh sổ hóa các hồ sơ thủ tục hành chính, qua đó rút ngắn thời gian, phòng ngừa tiêu cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Về tình hình tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện từ giữa năm đến nay, đã tham mưu giải quyết hơn 3.400 hồ sơ, đạt gần 92%, tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực hiện 100% hồ sơ sổ hóa. Được sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Phú Vang nói chung và tại Trung tâm Hành chính công của huyện nói riêng đã đạt được những kết quả nhất định. Đó là cái tỷ lệ giao dịch công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 được nâng lên, công tác tuyên truyền vận động các tổ chức doanh nghiệp và người dân thực hiện các cái giao dịch công trực tuyến được tăng cường và cải thiện một bước, nâng cái chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn của huyện trong thời gian vừa qua được nâng lên một bước đáng kể, và nhờ được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo huyện cũng như sự nỗ lực phấn đấu của bộ phận cán bộ công chức đang công tác tại Trung tâm Hành chính công thì công tác tuyên truyền vận động đến bà con nhân dân được chúng tôi chú trọng và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ để
nhằm đưa cái công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Phú Vang nói chung và tại trung tâm cải cách hành chính của huyện Phú Vang nói riêng đạt được những kết quả nhằm phục vụ tốt cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Phú Vang sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm trở lại đây, công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa các khâu kỹ thuật sản xuất trên địa bàn huyện đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Điển hình là mô hình máy cuộn rơm thu gom phế phẩm rơm sau thu hoạch lúa đang mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất. Sinh ra ở vùng quê nên từ nhỏ anh Tống Quốc Huy ở thôn Lê Xã, xã Phú Lương gắn liền với những bó rơm gốc rạ. Năm 2019, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh Huy nhận thấy sau khi thu hoạch lúa, rơm không được sử dụng sẽ bị vứt lại tại các thửa ruộng, rất lãng phí và gây ô nhiễm môi trường. Sau khi tìm hiểu thị trường, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước ở những tỉnh thành khác, anh đã đầu tư mua máy cuộn rơm đầu tiên vào năm 2020, mang lại hiệu quả kinh tế. Sau khi nhu cầu thu gom rơm tăng cao, anh Huy tiếp tục mua thêm 2 máy cuộn rơm để phục vụ cho việc đi làm ở các vùng lân cận và tỉnh thành khác. Hiện nay, anh Huy sở hữu 3 máy cuộn rơm và một kho dự trữ rơm, doanh thu ước lại hơn 200 triệu đồng một năm. Được sự hỗ trợ của bạn bè trong miền Nam giới thiệu về mô hình máy cuộn rơm này thì tôi tìm hiểu và thấy rất hiệu quả, nên năm 2020 tôi và gia đình đầu tư về máy cuộn rơm này để phục vụ cho người dân thu gom rơm. Thứ nhất là để giảm sức lao động, thứ hai là tăng thêm thu nhập và công việc ổn định cho bản thân, và thu gom rơm về để làm lâm nấm và làm tủ gốc cây và làm cho thức ăn cho gia súc gia cầm. Tôi thấy mô hình máy rơm này rất hiệu quả. Trước đây, lượng rơm rạ được tận dụng sau thu hoạch chỉ chiếm lượng rất ít, chỉ thu gom ở những xã trọng điểm làm nấm rơm như Phú Lương, Phú Hồ. Còn lại, do không có nhu cầu sử dụng, dẫn đến tình trạng người dân đốt rơm rạ trực tiếp trên cánh đồng, gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch khá phổ biến, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông và cuộc sống của chính người dân. Theo các ngành chức năng, đánh giá việc đốt rơm rạ sau thu hoạch sẽ làm cháy cứng đất, đặc biệt là lãng phí phụ phẩm nông nghiệp. Vì vậy, việc đưa máy móc vào thu hoạch gom rơm rạ là điều hết sức cần thiết. Hiện nay, mặc dù nhiều xã không tham gia trồng nấm rơm, nhưng các hộ, hợp tác xã đã hình thành mối liên kết trong việc thu gom rơm rạ bằng việc ký kết hợp đồng lao động, thu gom và tiêu thụ rơm với các công ty, hộ chăn nuôi trong và ngoài tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định từ việc tiêu thụ rơm. Qua vấn đề chủ trương của Ủy ban nhân tỉnh thì chúng tôi đã tuyên truyền đến là người dân. Mặc dù trong xã nhà thì cũng chưa sắm được máy cuộn rơm, nhưng mà người dân vẫn thống nhất là để là những cái sản phẩm vụ này là được là thu gom. Đặc biệt là coi như là chúng tôi là hợp đồng các đơn vị bạn là đến cho là thu gom trên cái sản phẩm vụ này. Thứ nhất là coi như là vừa là đảm bảo trong vấn đề kỳ thổ nhưỡng đất đai, thứ hai nữa không ảnh hưởng đến là cái môi trường của trong xã hội, thứ ba nữa cái sản phẩm này nó sẽ đem đến vấn đề kỳ kinh tế chung trong toàn xã hội. Với diện tích sản xuất lúa hàng năm của huyện Phú Vang hơn 10.800 ha, xuất phát từ nhu cầu thực tế, huyện Phú Vang triển khai thực hiện mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao giá trị thu nhập trên hecta canh tác nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã có 49 máy cuộn rơm, trong đó nhà nước hỗ trợ 14 máy với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng, qua đó tạo công ăn, việc làm và thu nhập cho một bộ phận lao động ở địa phương. Hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 49 máy cuộn rơm. Đây là một hoạt động hiệu quả, góp phần là làm sạch đồng ruộng sau thu hoạch, cũng là giảm thiểu được hiện tượng đốt rơm rạ sau thu hoạch của bà con. Từ cái phụ phẩm mà trên đồng ruộng ban đầu đã là trở thành cái nguồn nguyên liệu cho là sản xuất nấm rơm trên địa bàn huyện, cũng là phục vụ cho trồng trọt chăn nuôi, cũng là
trở thành một cái sản phẩm hàng hóa, góp phần là nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hiệu quả của máy cuộn rơm trong sản xuất nông nghiệp đang khẳng định tính hiệu quả trên đồng ruộng. Việc sử dụng máy cuộn rơm tạo thuận lợi cho nông dân trong thu gom, vận chuyển và bảo quản rơm sau thu hoạch, dự trữ làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm là nguyên liệu sản xuất nấm rơm, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao giá trị thu hoạch trên diện tích canh tác trong sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại trang truyền hình địa phương huyện Phú Vang của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.